Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã dành một tràng vỗ tay thật là chân tình với bài hát rất là mới, một sáng tác của Thành Nguyễn được mang tên Nghĩa Đệ Tình Huynh, một ca khúc nói về tình cảm anh em, và Thành đã sáng tác dựa trên câu chuyện